Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì thuật ngữ chuyên ngành là một cái lĩnh vực rất là riêng biệt trong ngôn ngữ. Nó đòi hỏi là người học tiếng Anh căn bản phải bỏ thời gian nghiên cứu và tìm tòi để áp dụng thực tế vào chuyên ngành đó. Và chuyên ngành y, dược hay là ngành chăm sóc sức khỏe nói chung cũng không ngoại lệ. Hiểu biết được tiếng Anh chuyên ngành thì sẽ giúp các bạn, đặc biệt là các bạn hoạt động trong lĩnh vực y tế, mở ra rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp khi làm việc trong những môi trường quốc tế hay là tiếp cận với những tài liệu tiên tiến ở trên thế giới. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số từ ngữ, từ vựng liên quan tới hệ thống hay là những cái vấn đề về tiêu hóa. Thì đây là những từ ngữ rất là thông dụng khi một bác sĩ hay một điều dưỡng ở khoa tiêu hóa tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân là người nước ngoài. Những vấn đề thuộc về tiêu hóa thì chúng ta có thể sử dụng từ ngữ là intestinal problem. Đối với những vấn đề về tiêu hóa thì đa phần sẽ được sử dụng thuốc để điều trị. Khi một người bệnh hay một bệnh nhân uống thuốc thì chúng ta không dùng động từ uống là động từ drink, như là drink water, uống nước, mà chúng ta sẽ dùng động từ take cộng với một loại thuốc nào đó. Ở đây là take cộng với dress. Trong những vấn đề về bệnh tiêu hóa thì thường gặp nhất là những vấn đề liên quan tới táo bón và khó khăn trong việc đại tiện. Thì chúng ta sẽ có một động từ để mô tả về một cái quá trình hoạt động giúp cho người bệnh giải quyết những cái vấn đề khó chịu đó. Thì ở đây chúng ta có từ soft có nghĩa là mềm. Thì khi chúng ta muốn dùng động từ làm mềm, đặc biệt là làm mềm phân ở trong hệ thống tiêu hóa của người bệnh, thì chúng ta sử dụng động từ là soften feces, nghĩa là làm mềm phân. Nói đến hệ tiêu hóa thì chắc hẳn rằng không thể thiếu một bộ phận rất là quan trọng, đó là dạ dày. Thì để miêu tả dạ dày ở trong hệ thống tiêu hóa thì chúng ta có thể sử dụng một trong những từ vựng rất là phổ biến, đó là stomach. Nói tới dạ dày thì không thể nào mà thiếu đi những bộ phận liên quan giúp hấp thu chất dinh dưỡng và vận chuyển chất thải ra khỏi cơ thể, đó là ruột. Vowel. Ruột có chức năng là hấp thu và tiêu hóa những thức ăn mà chúng ta đưa vào trong cơ thể, đồng thời là vận chuyển những chất thải đi ra khỏi cơ thể. Thì khi nói về những chất thải sau khi đã được hấp thu và đã được chuyển hóa hoàn toàn thì chúng ta có thể dùng từ ngữ là stool để nói về chất thải ở trong hệ tiêu hóa của mình. Đối với những bệnh nhân gặp những triệu chứng rất là khó khăn khi đi đại tiện, gặp phải những triệu chứng về táo bón thì chúng ta có thể sử dụng thuốc nhuận tràng. Thì khi nói về thuốc nhuận tràng bằng cách sử dụng tiếng Anh thì chúng ta có thể sử dụng là laxatives. Thì trường hợp thuốc nhuận tràng này sẽ sử dụng cho những bệnh nhân gặp phải những vấn đề về táo bón, chúng ta có thể dùng từ constipated để mô tả về những tình huống là bệnh nhân rất là khó khăn khi đi đại tiện và gặp những vấn đề về tiêu hóa, mà điển hình là táo bón nói chung. Hệ tiêu hóa thì chúng ta sẽ sử dụng cụm từ ngữ là digestive system, là hệ tiêu hóa. Động từ digest là động từ tiêu hóa, ngoài việc nói về chức năng của hệ tiêu hóa như là một thuật ngữ y khoa ở trong y thì chúng ta có thể sử dụng động từ digest để nói về một cái vấn đề gì chúng ta đã hiểu, chúng ta đã tiếp thu được rồi thì chúng ta cũng có thể sử dụng động từ digest. Một trong những căn bệnh rất là phổ biến ở những bệnh nhân gặp những vấn đề bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa đó là bệnh tiêu chảy, nhất là khi chúng ta sử dụng những thực phẩm mà cơ thể chúng ta không quen, hoặc là khi chúng ta sử dụng những thực phẩm chưa có được đảm bảo về an toàn vệ sinh thì chúng ta sẽ gặp vấn đề về tiêu chảy. Thì khi muốn nói về tiêu chảy thì chúng ta sử dụng từ diarrhea để mô tả về bệnh tiêu chảy.
Ngoài ra, một căn bệnh rất là khó nói mà gây rất là nhiều khó chịu cho bệnh nhân liên quan đến hệ thống tiêu hóa, đó là bệnh trĩ. Thì ở đây chúng ta đã qua sách báo, qua những phương tiện về thông tin y học thì chúng ta cũng biết được bệnh trĩ thì thường là do ngồi nhiều. Ngoài ra nó sẽ còn một số nguyên nhân khác nữa. Thì để nói về bệnh trĩ, chúng ta sẽ sử dụng từ vựng là hemorrhoids. Hemorrhoids trĩ thì chúng ta thường sẽ nghe nhắc rất là nhiều đến trĩ nội, trĩ ngoại hay là trĩ hỗn hợp. Thì ở đây là các bạn sẽ có được một số từ vựng rất là cơ bản. Ngoài ra, khi muốn nói về việc rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa thì chúng ta có thể sử dụng động từ là disturb để nói về cái việc rối loạn chức năng hay rối loạn vai trò của hệ thống sinh học ở trong cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, để thăm khám về hệ thống tiêu hóa thì chúng ta có một phương pháp, đó là phương pháp nội soi. Đối với trường hợp nội soi đại tràng thì chúng ta sẽ sử dụng từ vựng là colonoscopy. Và nói về kỹ thuật dùng những cái thiết bị để nội soi đại tràng trong quá trình thăm khám những bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa. Còn đối với nội soi dạ dày thì chúng ta cũng sử dụng tương tự là tiếp vị ngữ scopy để chúng ta gắn kết với một bộ phận liên quan tới kỹ thuật nội soi. Ở đây nội soi dạ dày thì chúng ta sẽ có từ vựng là gastroscopy. Ngoài ra, khi một bệnh nhân gặp phải những vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là liên quan tới chứng táo bón, thì bác sĩ thường hay khuyên là trong chế độ ăn sẽ có nhiều chất xơ. Thì chất xơ ở đây thì chúng ta có thể sử dụng những từ ngữ như là guffraws hay là fibra để mô tả về cái chế độ ăn có nhiều chất xơ. Như vậy trên đây là những từ ngữ căn bản nhất trong thuật ngữ y khoa liên quan tới những cái vấn đề của hệ thống tiêu hóa intestinal problem. Hy vọng là qua video lần này các bạn đã có thêm được một số vốn từ vựng cơ bản, nhất là những bạn đang hoạt động trong ngành y tế hoặc là những bạn sinh viên chuyên ngành khoa học sức khỏe, để nâng cao vốn từ vựng của mình và học tiếng Anh chuyên ngành cho hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hữu ích, vui lòng đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.